là phút giây cảm xúc nhất tại show của Đen 2023 khi 16 em bé trong MV Nấu Ăn Cho Em xuất hiện trên sân khấu. 10.000 khán giả Hà Nội đã không khỏi xúc động, có những giọt nước mắt đã rơi khi nhìn vào vẻ trong veo của những đứa trẻ đến từ núi rừng. Đây là một trong những dự án âm nhạc nổi bật được quan tâm hàng đầu năm 2023. Ngoài âm nhạc sâu sắc đặc trưng từ Đen, sự thành công mà Nấu Ăn Cho Em đạt được còn đến từ giá trị nhân văn của sản phẩm. Giá trị đó nằm ở việc toàn bộ doanh thu của Nấu Ăn Cho Em đã được nghệ sĩ dành để lo cho các em nhỏ vùng cao. Như chia sẻ của nghệ sĩ trong MV, nụ cười của các em mới chính là lãi trong chuyến đi lần này. Là nghệ thuật không vì mục đích kinh tế mà chỉ đơn thuần là đem đến cho người yêu nghệ thuật món ăn tinh thần, đã và đang trở thành xu hướng của nhiều người trẻ hoạt động trong lĩnh vực này nhằm đưa nghệ thuật về đúng giá trị của cảm xúc và cao hơn là đóng góp cho cộng đồng. Trước show của Đen Vô thì nhiều dự án nghệ thuật hướng đến cộng đồng đã được thực hiện với cùng một điểm chung, để nghệ thuật gieo hạt giống nhân ái trong mỗi con người. Thực ra không phải đến thời điểm hiện tại, vai trò nghệ thuật trong đời sống nói riêng, văn hóa dân tộc nói chung mới được coi trọng. Mà trước đó, nghệ thuật đã chiếm một vị trí quan trọng trong giáo dục chân thiện mỹ với mỗi con người. Để trẻ em có thể sống hồn nhiên, chúng ta tin thì phép màu sẽ xuất hiện. Vở nhạc kịch Viên Đá Ngũ Sắc của các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ đã mở đầu bằng một mệnh đề như vậy. Sau phim tài liệu, hành trình của thiện nhân và những người bạn cùng hoàn cảnh đã lần đầu tiên lên nhạc kịch một cách trong trẻo, tràn đầy cảm xúc, cảm hứng tích cực với khán giả. Nghệ thuật là con đường ngắn nhất để các nghệ sĩ truyền tải giá trị sống nhân văn đến mỗi cá nhân trong cộng đồng. Chúng ta có quyền hy vọng về một đời sống nghệ thuật vì cộng đồng sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và nảy mầm. Để làm được điều đó, nghệ sĩ cần nhận thức về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đối với công chúng, về việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu, uy tín cá nhân trong đời sống hiện nay và quan trọng hơn là hướng những sản phẩm của mình đến giá trị chân thiện mỹ cho con người. Góc nhìn văn hóa ngày hôm nay sẽ khép lại với những giai điệu âm nhạc trong trẻo của Nấu Ăn Cho Em, sản phẩm âm nhạc tiêu biểu vì cộng đồng trong năm qua. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.